Kinh tế vĩ mô tiếp tục rung chuyển trước tin đồn Credit Suisse và Deutsche Bank đang trên bờ vực phá sản. Sam Bankman-Fried khẳng định FTX không lợi dụng thị trường gấu để làm giàu. Ông chủ Cardano khẳng định kỷ nguyên Voltaire sẽ mở ra thế giới phi tập trung thực sự cho Cardano. Cộng đồng P-Network hào hứng trước thông tin tiến sĩ Nicholas sẽ thuyết trình về blockchain tại Đại học Stanford. Nỗi lo sợ về một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang ngày càng lan rộng trong giới đầu tư khi mới đây, gã khổng lồ ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse và một ông lớn khác của Đức là ngân hàng Deutsche Bank được cho là đang đứng trước bờ vực phá sản. Trước bối cảnh tin đồn trên, vào thứ Sáu vừa qua, CEO của Credit Suisse, ông Ulrich Koehner đã trấn an nhân viên rằng ngân hàng có nền tảng vốn và vị thế thanh khoản mạnh mẽ để ứng phó với những rủi ro này. Thêm vào đó, ông chia sẻ thêm rằng Credit Suisse sẽ công bố kế hoạch chiến lược mới vào ngày 27 tháng 10. Không chỉ riêng Credit Suisse, Deutsche Bank cũng đang giao dịch với giá trị cực thấp chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nếu lịch sử lặp lại, các nhà đầu tư toàn cầu đang hướng sự chú ý của họ đến Bitcoin như một nơi trú ẩn an toàn. Tiền điện tử phi tập trung được tạo ra sau sự sụp đổ của Lehman Brothers vào năm 2008 để cách ly các nhà đầu tư khỏi các tổ chức ngân hàng toàn cầu và thị trường vĩ mô. Bình luận về diễn biến mới nhất này, chiến lược gia hàng hóa cấp cao của Bloomberg Mike McLone đã nói rằng cả Bitcoin và vàng đều có thể tăng trưởng tốt hơn trong thập kỷ tới nếu nhìn vào kịch bản vĩ mô hiện tại. Ông nói thêm, nhiều ngân hàng trung ương nhất trong lịch sử đã tăng lãi suất khi thế giới đang nghiêng về suy thoái. Trong khi đó, nhà phê bình Bitcoin Peter Schiff đã nhanh chóng phản đối lập luận này. Ông viết, The Grayscale Bitcoin Trust đã giảm 80% giá trị. Tại sao Bitcoin đột nhiên trở thành tài sản trú ẩn an toàn nếu nó chưa bao giờ là một nơi trú ẩn an toàn trong quá khứ? Nếu bạn muốn có một nơi trú ẩn an toàn đã được chứng minh thì đó là vàng. Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cho biết, cơ quan của ông và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC đã phải dựa vào án lệ 70 năm tuổi để xác định đâu là chứng khoán hay hàng hóa. Ông nhấn mạnh rằng SEC và CFTC đang làm việc cùng nhau để điều chỉnh không gian tiền điện tử, chứ không phải là một cuộc chiến tranh giành quyền lực trong không gian tiền điện tử. Ông cho biết, đối với một cơ quan quản lý phát sinh như CFTC, chúng tôi không giám sát thị trường tiền mặt. Vì vậy, thẩm quyền mà tôi yêu cầu Quốc hội là cơ quan quản lý tiền mặt để chúng tôi có thể tham gia vào thị trường Bitcoin Cash, thị trường Ether Cash và mã thông báo hàng hóa kỹ thuật số khác. Trong khi đó, Chủ tịch SEC Gensler trước đây cũng đã nói rằng hai cơ quan quản lý đang làm việc cùng nhau để điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử. Mặt khác, Gensler thừa nhận rằng Bitcoin là một loại hàng hóa, trong số gần 10.000 mã thông báo trên thị trường tiền điện tử đều là chứng khoán. Người sáng lập và giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã chia sẻ chi tiết về cách công ty của anh sẽ mua lại tài sản thanh lý của Celsius. Các bình luận xuất hiện trong bối cảnh FTX US mua tài sản của công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản là Voyager Digital với giá 1,3 tỷ đô la thông qua đấu giá vào tuần trước, và một báo cáo gần đây cho biết FTX cũng đang xem xét đấu giá tài sản của Celsius. Trả lời một tweet từ người sáng lập BNK To The Future Simon Dixon, cáo buộc FTX đang huy động tài chính với định mức giá 32 tỷ đô la để mua tài sản của các nền tảng tiền điện tử đang gặp khó khăn, trong đó có cả Celsius. Bankman-Fried đã làm rõ rằng giá thầu mà FTX đưa ra là phù hợp và công bằng, không hề có việc ép giá. Bankman-Fried khẳng định mục tiêu của công ty không phải là kiếm tiền bằng việc thu mua tài sản, thay vào đó, FTX tập trung vào việc làm cho khách hàng trở lại toàn diện. Vào sáng nay, cộng đồng P-Network đã chuyển tay nhau về việc co-founder của P-Network, tiến sĩ Nicholas, chuẩn bị có bài thuyết trình tại Đại học Stanford với chủ đề Blockchain sẽ thay đổi việc học và sự nghiệp của bạn như thế nào với các sinh viên và giảng viên của trường này vào ngày 3 tháng 10. Đây là lần đầu tiên P-Network được xuất hiện chính thức trên một diễn đàn Đại học Stanford. Hiện vẫn chưa rõ tính xác thực của thông tin trên, nhưng nó đã tạo ra sự hưng phấn và quan tâm của cộng đồng P-thủ lẫn giới crypto tại Việt Nam. Nếu sự kiện trên thực sự diễn ra, thì đây có thể xem là một động thái tích cực cho giới khai thác Pi trên toàn cầu. Tuy nhiên, điều này không nên đánh đồng với việc Pi có thể rút ngắn các rào cản mà team này phải giải quyết như lạm phát ban đầu, tốc độ truyền dữ liệu KYC lên mainnet, hay xa hơn là Pi có thể đến được 314 đô la hay 6.700 đô la trên mỗi đồng theo các kỳ vọng của nhiều leader Pi. Người sáng lập Cardano, Charles Hoskinson, đã nói về sự ra đời của kỷ nguyên Voltaire. Trong một tweet gần đây, giám đốc điều hành của Input Output tuyên bố rằng giai đoạn cuối của lộ trình phát triển Cardano ban đầu sẽ mở ra sức mạnh của hàng triệu người dùng Cardano, được đặt theo tên một nhà văn
nhà tôn giáo và nhà triết học người Pháp từ thời khai sáng. Kỷ nguyên này được cho là sẽ biến chuỗi khối Cardano thành một hệ thống hoàn toàn tự cung tự cấp bằng cách tập trung và quản trị phi tập trung. Bên cạnh đó, ông chủ Cardano cho biết, sự phát triển trong tương lai của blockchain sẽ được hỗ trợ với sự trợ giúp của hệ thống kho bạc. Đây là một cơ chế phi tập trung để cấp vốn bền vững. Hoskinson tin rằng Cardano sẽ cho phần còn lại của ngành công nghiệp tiền điện tử biết thế nào là một hệ thống quản trị phi tập trung thực sự. Vào chủ nhật, Coinbase đã phải đối mặt với sự cố kỹ thuật khiến nó tạm ngừng thanh toán và rút tiền liên quan đến các tài khoản ngân hàng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lỗi này đã được vá ngay sau đó. Theo thông cáo báo chí từ Coinbase, công ty cho biết một lỗi kỹ thuật không xác định đã khiến nền tảng không thể thực hiện thanh toán hoặc rút tiền liên quan đến các tài khoản ngân hàng của Hoa Kỳ. Nhóm đã làm việc để mọi thứ trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất có thể. Trong thời gian đó, khách hàng có thể sử dụng thẻ ghi nợ hoặc tài khoản PayPal để mua hàng trực tiếp trên tài khoản của mình nếu muốn. Coinbase không phải là nền tảng gặp vấn đề duy nhất trong hệ sinh thái tiền điện tử vào cuối tuần này. Solana cũng đã phải chịu đựng một sự cố khiến mạng ngừng hoạt động kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ. Nâng cấp Jumpers chuyển blockchain Ethereum sang cơ chế đồng thuận Proof of Stake đã có tác động tích cực đến việc tạo ra các blockchain Ethereum mới. Một số cải tiến rõ ràng mà Ethereum đạt được sau Jumpers bao gồm sự gia tăng mạnh mẽ trong việc tạo block hàng ngày và giảm đáng kể thời gian block trung bình. Vào ngày 15 tháng 9, sau khi nâng cấp Jumpers thành công, số lượng block được tạo hàng ngày EBC tăng khoảng 18%, từ 6.000 lên 7.100 block mỗi ngày. Những phát hiện trên cho thấy tác động tích cực của nâng cấp Jumpers đối với Ethereum. Bên cạnh đó, sau khi nâng cấp Ethereum, giá GPU ở Trung Quốc lao dốc do blockchain này không còn sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of Work tiêu tốn nhiều năng lượng. Theo một thương gia Trung Quốc, giá của Nvidia GeForce GTX 3080 đã giảm từ $1,118 xuống còn $702 trong vòng 3 tháng. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ là $966 tỷ, tiếp tục giảm 0,8% so với cùng giờ ngày hôm qua. Bitcoin trao đổi tại $19,196, tăng nhẹ 0,5%. Ethereum điều chỉnh 0,7%, đang ở mức $1,294. Binance Coin giao dịch tại $285. CryptoLeague VN xin cảm ơn CRVN Capital cùng quý khán thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui.